Hello, xin chào tất cả mọi người nhá. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn là tải và cài đặt cao cách trên máy tính. Thì trước tiên thì mình sử dụng phần mềm, nếu mà bạn nào chưa biết ý, thì các bạn hãy sử dụng phần mềm tiếng Việt, có nghĩa là CapCut bằng tiếng Việt trước nhá. Thì trước tiên thì bạn muốn tải và cài đặt được thì các bạn hãy tải phần mềm giả lập là ND. Đây. ND Play. Ok, thì các bạn hãy tải cho mình cái phần mềm giả lập Android phiên bản đây Play này, phiên bản dành cho máy tính nhé các bạn nhé. Đấy, các bạn tải về và cài đặt như bình thường. Đấy, các bạn ấn tải về là xong. Đấy, phần mềm này thì nó cũng nhẹ thôi, có 459 MB. Thì các bạn hãy đợi trong vòng độ khoảng 1 phút thì nó sẽ tải về thành công. Khi tải về thì các bạn hãy cài đặt như bình thường, rất đơn giản thôi các bạn nhé. Đấy, thì khi các bạn tải về xong thì các bạn hãy mở lên cho mình. Khi mở lên thì các bạn ấy muốn tải được các phần mềm các thứ này về thì các bạn hãy đăng nhập cho mình một cái tài khoản Google. Tài khoản Google thì ai cũng biết rồi, mình không cần phải nói lại nữa. Thì các bạn tải về xong thì các bạn hãy tải gõ CapCut như bình thường, các bạn tải về và đăng nhập vào. Đây, khi tải về thành công thì các bạn hãy ấn vào cho mình, đợi cấu hình lát một chút là nó sẽ hiển thị được lên. Thì giao diện nó ra thì không khác gì như là trên điện thoại của mình đâu. Thì như các bạn đã biết là vào dự án này. Đấy, thì khi vào đây các bạn trước tiên là các bạn sẽ chưa có video gì ở trong cái phần album hay là kho video hay là ảnh gì đâu nhé các bạn nhé. Đấy, thì các bạn muốn có thì các bạn chỉ cần vào thư mục của máy tính của chúng ta và kéo thả vào đây là xong. Đây, như các bạn muốn có thì các bạn chỉ cần kéo thả nhé, kéo thả vào đây. Đấy, kéo thả thì nó sẽ ra một cái thư mục như này. Đấy, đây, kéo thả xong thì đây, nó sẽ đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn nhé. Đây, các bạn ấn vào phần cái hình thư mục này thì các bạn hãy vào thư mục ứng dụng này. Đấy, trong thư mục ứng dụng này thì các bạn kéo thả nó sẽ vào đây. Đây, như mình kéo thả nhá. Đấy, các bạn kéo thả nó sẽ vào trong thư mục này. Đấy. Đấy, khi các bạn muốn nó vào được trong thư mục mình mở ra nó có ngay thì các bạn sẽ tích vào và ấn vào cái tập tin chữ V luôn bên dưới này thì đã chọn này. Đấy, chọn xong rồi các bạn thoát ra nhé. Đấy, các bạn phải thoát hẳn các ra, các bạn vào lại từ đầu thì nó mới ra được như này. Thì khi các bạn bạn kéo thả vào xong vào trong ấy thì nó sẽ chưa ra được như này đâu nhé. Đấy, thì bây giờ muốn chọn được thì các bạn chỉ cần tích vào đây. Đấy, tích 1 hay tích 2 thì tùy các bạn thôi. Đấy, các bạn tích vào đây xong các bạn ấn chữ thêm. Đấy, là hình nó sẽ ra như này. Thì đây mình phải thoát ra. Thì các bạn muốn lấy âm thanh ấy, các cả các âm thanh các thứ thì các bạn cũng vẫn phải kéo thả như bình thường, kéo thả vào trong thư mục này nhé. Không kéo thả thì chắc chắn là sẽ không có phần âm thanh đâu. Đây, nhạc YouTube này. Đấy, các bạn sẽ cần kéo thả hết vào để mình lấy thôi, để mình lấy nhạc ấy. Đấy, các bạn lấy nhạc, muốn lấy nhạc được thì các bạn phải kéo thả thì nó mới vào được, còn không nó không vào đâu nhé. Đấy, các bạn ấn tích V này, không các bạn thoát ra, thoát ra xong mà vào lại thì trong cái phần phần nhạc mấy cái phần video hay phần ảnh của mình thì mới có, còn không là không có đấy nhá. Đấy, bây giờ thì các bạn tích đây, lấy lên này, thêm này. Đây là đấy, các bạn muốn tách ra hay là gì cái thì đây, trong đây nó sẽ có, mình ấn vào đây nó sẽ ra các phần chỉnh sửa các thứ, rất nhiều bộ chỉnh sửa của mình cho chúng ta chỉnh sửa. Các bạn muốn tăng tốc này, tách này, các bạn muốn tách này, ấn vào đây các bạn kéo thanh công cụ như bình thường nhá, kéo mình muốn tách chỗ nào thì mình ấn vào đấy, tách chỗ đấy là xong. Đây, tách này. Đấy, tách xong thì cái phần ở giữa này nó sẽ phần chuyển cảnh, thì các bạn sẽ tích vào đấy thì nó sẽ ra cho mình cái hệ thống chuyển cảnh. Đây, máy của mình nó đang chậm lên, chưa chưa loát được ra nhiều đâu. Đấy,
tích vào này, mở nhạt ánh sáng các thứ này, nhưng các bạn của mình nó vẫn còn chưa loát, chưa chạy được ra đấy. Đấy, bây giờ bắt đầu mới chạy ra hết được này. Đấy, đây là hệ thống truyện cảnh cho chúng ta để sử dụng nhá. Đấy, rất nhiều cái hệ thống truyện cảnh đẹp, các bạn chỉ cần tích vào đấy, ấn dấu V này, tích xong ấn dấu V xuống này. Đây, cho chạy cho các bạn xem. Đấy, chuyển cảnh thì các bạn sẽ tích vào đây thì nó sẽ ra hệ thống chỉnh sửa tăng tốc này, âm lượng này. Đầu tiên thì các âm thanh ở trong cái phần các video này, các thứ mình muốn gì thì mình tắt hết âm thanh tạp nham đi nhé. Đấy, xóa này, hiệu ứng động này, xóa không, xóa nền này. Đấy, nói chung là rất nhiều cái hệ thống, nói chung là không khác gì như trong điện thoại của chúng ta đang sử dụng đâu. Đấy, nhưng mà làm trên máy tính thì chúng ta sẽ mở rộng và thuận tiện để chỉnh sửa hơn. Rồi ok, thì mình đến phần thêm âm thanh. Thì đây là âm thanh sẵn của hệ thống của phần mềm nha các bạn nhé. Trong đây có rất nhiều cái album để chúng ta lựa chọn. Nhưng mà chúng ta muốn lấy âm thanh ngoài thì cái phần đã trích xuất này. Đấy, rồi thử ngay. Thì chúng ta muốn lấy âm thanh ở trong cái video thì thường mình sẽ tải các video âm thanh có sẵn ở trên hệ thống YouTube hay là hệ thống gì, thì chúng ta lấy vào đây thì chúng ta sẽ ấn vào đây, trong chúng ta phần chỉ cập nhật âm thanh này. Đây, các bạn tích vào đây nhé, các bạn chỉ cập nhật âm thanh là sẽ ra được ngay. Đây, mình sẽ thử cho bạn thôi. Cái phần này thì của mình, âm thanh của mình nó chưa có âm thanh ấy, thì đây để mình tải một phần âm thanh của mình về đã. YouTube nhé. Đây, âm thanh mình có sẵn, tải về. Đây. Đấy. Tiêu chuẩn này, đấy là mình ghép âm thanh đấy. Dụ các bạn muốn lấy âm thanh mình như này thì các bạn sẽ tách nó ra thôi. Rồi, ok, tải xong rồi. Tải xong mình sẽ vào phần thư mục này, mình sẽ kéo thả cái phần âm thanh nó vào, tải từ trang web này. Đấy, các bạn kéo thả nó vào nhé. Ok, bạn thêm ra ra. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ thêm cái phần âm thanh mình vừa tải về nhé. Đấy, mình vừa tải về đây. Không biết phải đây không nhỉ. Đây, mình chỉ cần phần cập nhật âm thanh nhé. Đấy, ok, thì bây giờ đây, cập nhật đã xong rồi này. Bây giờ mình sẽ ấn vào đây, mình sẽ kéo. Mình xem âm thanh này là sẽ lấy theo bộ trùng khớp của cái phần cuối phần đầu này. Đấy, bây giờ mình sẽ kéo phần âm thanh nhé. Đấy, âm thanh đã trích xuất này. Đấy, mình sẽ ấn và kéo âm thanh lên đầu để cho nó trùng khớp. Bên dưới của mình cũng vậy. Bên dưới mình xem nó vừa đến đâu thì mình sẽ cắt âm thanh đi đến đấy nhé bạn nhé. Đây là âm thanh nó dư thừa này. Đấy, mình sẽ tách này. Xóa này. Phần cuối kết này mình cũng xóa luôn nhé. Vì bây giờ mình sẽ bỏ cái, để không biết nó là phần mềm gì thì bỏ đi. Đấy, đây, các bạn nghe thử này. Đấy. Cái phần âm thanh đấy, đấy chúng ta đã
Rồi ok, bây giờ thì chúng ta sẽ sử dụng để xem thêm hiệu ứng này, hiệu ứng động này, rất nhiều ứng ra vào này, ra vào này. Đấy. Thêm các hiệu ứng cho. Xóa nền này, hiệu ứng này, âm lượng này, tốc độ này. Các bạn muốn tốc độ như nào, tốc độ nhanh hay là chậm này? Đấy các bạn xem, nó đang bị mất. Khi nó chạy nó đang bị mất cái phần hình ảnh. Đấy. Thì chúng ta sẽ làm như nào để có thể chạy được hình ảnh, thì chúng ta sợ cái file này nó mình bị lỗi nhá. Mình bị lỗi thì mình sẽ có thể là xóa đi. Xóa đi, mình làm lại một cái thao tác khác. Đấy, dự án mới nhá. Các bạn xóa hẳn đi. Ok. Đấy, các bạn sẽ chọn chọn dự án mới này. Thêm này. Các bạn sẽ tắt âm thanh đi. Đấy. Rồi ok. Đấy. Thì chúng ta sẽ phần thêm âm thanh, cũng vậy thôi. Em nghe anh ơi. À dạ vâng. À không, em định sang cắt tóc mà. Vâng ạ. Dạ. Ok, thì chúng ta ấn vào phần đã trích xuất này, chúng ta sẽ lấy âm thanh, chỉ lấy nghe âm thanh thôi, không lấy phần hình ảnh nữa nhé. Đấy. Chúng ta phải ấn kéo thả này, kéo cái này lên này cho nó trùng khớp với cái phần kia của mình. Đấy các bạn. Bây giờ là đã có hình ảnh rồi. Đấy, hình ảnh rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ ấn vào phần này để chúng ta chỉnh sửa thêm phòng này, tách. Mình muốn tách một phần nào đó đi để chúng ta thêm phông nền thôi. Đấy, chúng ta sẽ ấn vào đây này. Đấy, ấn vào cái phần phần gạch trắng trắng này nhá. Đấy. Chúng ta sẽ thêm hiệu ứng. Thêm hiệu ứng làm trắng này. Đấy, xóa dần này. Đấy. Chúng ta sẽ kéo cái này về không này. Đấy. Kéo về không thì nhìn nó sẽ đẹp hơn. Rồi ok, đây các bạn xem cái phần dao. Đấy, phần dao thì chúng ta kéo về không. Nó sẽ không không có hiệu ứng nhiều đâu. Đấy, chúng ta sẽ lên một chút đi. Lên chút xem nó như thế nào. Đấy. Kéo lên một chút là sẽ có phần hình. Đấy. Đấy. Phần thay đổi một chút. Thì các bạn muốn tách, hay là phần chúng ta muốn chuyển cảnh của chỗ đảo nó đẹp ấy, thì chúng ta sẽ ấn vào đó để chúng ta sẽ chỉnh sửa. Nói chung là trong cái phần CapCut này, cái hệ thống chỉnh sửa nó cũng rất nhiều. Nó thích hợp cho rất nhiều người sử dụng. Để chúng ta dựng một cái clip ngắn để chúng ta đăng TikTok, hay là bây giờ các hệ thống của Facebook hay là YouTube, chúng ta sử dụng cái phần short ngắn này rất nhiều và phổ thông. Mà đây là phần mềm chúng ta chuyên dụng mà lại rất dễ sử dụng. Cho các bạn mới nào mới tập mới làm ấy, thì để chúng ta nên sử dụng cái phần mềm này để nó thông dụng hơn. Rồi ok, thì bây giờ mình sẽ nói sơ qua thế thôi. Thì bây giờ đến phần xuất ra thì các bạn hãy chỉ cần ấn vào cái mũi tên này thôi. Đây, hoặc là chúng ta chọn chọn độ phân giải xuất ra là bao nhiêu nhá, thường thường là 1080 này. Rồi chúng ta xong ấn xuất ra là xong thôi. Đấy. Đợi nó chạy 100% là xong. Rồi ok, thì mình sẽ dừng clip tại đây nhá. Thì chúc các bạn thành công. Nếu các bạn nào chưa biết thì hãy xem nhiều thêm một chút về cái phần chỉnh sửa của CapCut. Rồi ok, xin chào tạm biệt mọi người. Các bạn thấy video mình có giúp ích cho các bạn, hãy cho mình một like, subscribe và chia sẻ để mọi người cùng biết nhá. Rồi ok, xin chào tạm biệt mọi người nhá.